Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku vừa tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến Phụ nữ Pleiku duyên dáng áo dài Việt năm 2024. Cuộc thi nhằm lan tỏa vẻ đẹp người phụ nữ Việt với trang phục áo dài truyền thống, đồng thời khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ. Qua một tháng phát động từ ngày 29 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 48 tác phẩm của 24 đơn vị, gồm 23 hội cơ sở và ban nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku. Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn 23 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 13 giải cá nhân và 10 giải tập thể, để trao giải dựa trên kết quả tương tác bình chọn trên mạng xã hội và kết quả chấm của ban giám khảo. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ, thành phố Pleiku và giải nhất cá nhân thuộc về chị Đỗ Thị Lệ Hằng, hội phó chi hội phụ nữ tổ dân phố 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku.